tương đối có ý thức. Ví dụ những cái biện pháp như là những cái chung của khu phố, của phường, xã, họ thường xuyên đưa ra những cái thông báo ở trên loa đài là áp dụng những biện pháp này với họ, thì người dân ở đây họ cũng ý thức được rất cao. Họ thường xuyên không ai nói ai, nhưng mà những cái biện pháp phòng chống như là khẩu trang rồi cồn dịch rồi những cái thứ khác họ ở đây cũng rất tốt. Vì cái khu phố của mình thì mình cảm nhận ra rằng là đang tương đối ổn. Có thể nói thì mùa dịch đang xảy ra từ Tết Nguyên Đán cho đến thời điểm này cũng đã gây xáo trộn rất nhiều cuộc sống của tất cả mọi người, không chỉ riêng về các anh chị em công nhân gặp phải. Không biết thì đến với chương trình ngày hôm nay thì bản thân anh Tinh có những cái kỳ vọng ở những cái gửi gắm nào hay không ạ? Mình nói chung là mình hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ của Việt Nam. Tại vì từ cái hồi phát dịch đến nay mà cũng theo báo đài, cũng theo dự đoán của rất nhiều người trong toàn thế giới, họ nghĩ rằng là Việt Nam là cái nước tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng cái dịch bệnh đại bùng phát sau Covid. Nhưng chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt cái công việc ngăn chặn và điều trị cho bệnh nhân mình. Thời gian gần đây thì mới bùng phát lại là do một số cá nhân mình đại khái gọi là không ý thức. Cho nên là cái việc khai báo của họ gian dối ảnh hưởng tới cái mầm bệnh đem từ bên nước ngoài về. Chứ trước lúc mà mình đã bị như vậy rồi, thời gian đó cá nhân mình cũng như là rất nhiều người rất lo sợ rằng là tại vì cái lực lượng của chuyên gia nước ngoài từ phía Trung Quốc về Việt Nam là nó rất lớn sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán để làm việc ở Việt Nam. Thành ra mình rất quan ngại, nhưng chính phủ Việt Nam đã bằng rất nhiều biện pháp đã tạm gọi là dập tắt được cái thời điểm bùng phát nguy hiểm nhất. Và thời điểm này mình vẫn rất tin tưởng về chính phủ. Các cơ quan ban ngành đã làm rất tốt công việc gọi là ngăn chặn, mặc dù nó có dấu hiệu đang đi lên, nhưng vấn đề này theo mình nghĩ chắc không phải là vấn đề quá lớn với chính phủ Việt Nam. Thành ra là mọi người cũng nên an tâm về vấn đề phòng dịch của chính phủ. Mình cũng khuyên rằng mọi người ở trên đất nước Việt Nam nói chung và những du khách, những người nước ngoài tới đây phải tuân thủ theo những cái biện pháp mà mình đã vạch ra. Không có lý do gì mà chính phủ đang làm tốt mà các bạn lại không tin tưởng vào chính phủ. Các bạn lại có những cái biện pháp tránh né, thì tất cả họ làm cũng gì tốt cho bản thân mình và bản thân của mọi người trên đất nước Việt Nam không? Còn đối với bản thân mình cũng như là các anh chị em công nhân thì anh nghĩ sao ạ? Thì công ty cũng thường xuyên phổ biến, tức là thường xuyên nhắc nhở các anh chị em công nhân phải tuân thủ mọi cái hướng dẫn cán bộ phòng chống, cán bộ y tế phòng chống về dịch bệnh. Thì anh em công nhân của chúng tôi đây là tuyệt đối tuân thủ theo, tại vì ở khu vực này thì thường là cán bộ y tế họ cũng thường đi thăm hỏi. Mong muốn của mình là làm sao để nhanh chóng dập tắt được cái dịch khoái ác này để đưa cuộc sống, đời sống của công nhân chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường, cho mấy đứa nhỏ nó trở lại trường học để cho nó đi học, chứ năm học kéo dài vậy nó cũng rất khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Lưu Văn Tinh đến với chương trình Giờ Tăng Ca ngày hôm nay, với những mong mỏi, những điều kỳ vọng hết sức là thiết thực khi mà mùa dịch kéo dài trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tinh thần cũng như là vật chất của bản thân anh Tinh và gia đình, cũng như là đời sống của các anh chị em công nhân. Chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và tiếp tục công tác tốt, và sẽ quay trở lại sớm nhất với chương trình Giờ Tăng Ca trong những số tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Lưu Văn Tinh đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ, bất kể các bạn. Này bạn ơi, đề phòng để chống corona, chống lây nhiễm từ virus nCoV. Nào thường xuyên mở cửa sổ thông thoáng nơi ở nào, khi đi làm cũng thông thoáng nơi làm việc. Thường xuyên xúc miệng bằng nước muối, rửa tay bằng xà phòng cho đúng quy trình. Khẩu trang kia cũng chẳng chủ quan, đeo cho đúng cách thì mới an toàn. Thường xuyên xúc miệng bằng nước muối, rửa tay bằng xà phòng cho đúng quy trình. Khẩu trang kia cũng chẳng chủ quan, đeo cho đúng cách thì sức khỏe cộng đồng. Khẩu trang kia
chắc chủ quan đeo cho đúng cỡ vì sức khỏe cộng đồng. Các anh chị em công nhân thân mến, hiện nay mặc dù tại thành phố Hồ Chí Minh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra đang được cơ quan chức năng kiểm soát và xử lý rất tốt, tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Hiện nay trong giai đoạn thời tiết giao mùa, nếu sức khỏe đề kháng kém như trẻ nhỏ, người già, rất dễ bị vi khuẩn bên ngoài tấn công và gây bệnh. Vấn đề này càng khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng hơn khi trong thời điểm dịch bệnh và ngại đưa trẻ đến các bệnh viện phòng khám để điều trị. Liệu lo lắng này có cơ sở hay không và cần làm gì để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể? Những thắc mắc này chúng ta sẽ cùng nghe những thông tin giải đáp từ tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Ở thời điểm này thì theo chúng tôi đánh giá, cái lượng bệnh nhân ở các bệnh viện không nhiều, bởi vì phần lớn tất cả mọi người đều rất e ngại và không được còn đến các cái nơi đông người, đặc biệt là các cơ sở y tế. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là ở các tuyến bệnh viện và phòng khám hiện nay đang áp dụng rất là chặt chẽ tất cả các cái khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, của Bộ Y tế về vấn đề đảm bảo cái vệ sinh an toàn từ con người, từ bác sĩ, từ vấn đề về trang thiết bị, từ vấn đề về vệ sinh phòng chống nhiễm khuẩn, nhiễm lây chéo. Chúng ta đừng thay đổi các cái thói quen từ những cái tuyến khám của chúng ta. Nếu trước kia chúng ta đến khám ở chỗ nào mà có điều kiện tốt, chúng ta hãy tiếp tục sẽ đến khám tại những cơ sở y tế như vậy. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng biết rằng là hiện nay thì Bộ Y tế cũng như ở Sở Y tế các tỉnh thành địa phương ấy, cũng đang có những cái kế hoạch để kiểm tra của tất cả các đơn vị y tế, kiểm tra đây cả vấn đề chuyên môn, cả vấn đề về phòng chống dịch. Như vậy thì nếu mà con của chúng ta bị bệnh với cái yêu cầu là cần thiết phải có sự hỗ trợ của bác sĩ thì hãy đưa con đến khám, đừng quá lo lắng. Bởi vì rõ ràng là nếu chúng ta để ở nhà mà chúng ta không có một cái phương án điều trị tốt ấy, thì nó có thể gây ra những biến chứng. Trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nó nhẹ, không có nhiều vấn đề, thì chúng ta có thể theo dõi và có thể liên hệ với các bác sĩ để mà chúng ta nhận được cái sự tư vấn một cái phù hợp. Đối với cả cái phòng chống cái virus nói chung ấy, hoặc là cái COVID-19, điều đầu tiên quan trọng nhất ấy, là chúng ta phải tránh cái lây nhiễm. Một giải pháp mà hay được nhắc đến là liên quan đến cái nâng cao miễn dịch. Thế thì nâng cao hệ miễn dịch thì nó sẽ không trực tiếp ngăn chặn, hoặc là nó có thể giúp cho chúng ta là tránh được cái vấn đề lây nhiễm. Tuy nhiên có thể là tạo ra một cái hàng rào tốt hơn để giảm bớt cái nguy cơ lây nhiễm. Hoặc là khi chúng ta bị bệnh thì cái khả năng phòng vệ của cơ thể sẽ tốt hơn. Cái việc đầu tiên ấy, đơn giản nhất để mình nhìn một người có hệ miễn dịch tốt hay không ấy, là chúng ta nhìn người đấy có khỏe mạnh hay không. Vậy chúng tôi nói là ví dụ như một người mà bị suy dưỡng chẳng hạn, thì hệ miễn dịch thì không thể nào mà khỏe được. Trẻ em lại càng như vậy, người già cũng như vậy. Còn lại những cái người mà thừa cân thì sao? Hệ miễn dịch nó cũng không tốt. Chúng ta cố gắng là điều chỉnh cơ thể của chúng ta, cân nặng chúng ta phải vừa phải, nằm đúng trong cái giới hạn an toàn. Không những là có thể hệ miễn dịch chúng ta tốt hơn và giảm các nguy cơ đối với các bệnh mãn tính không lây khác. Cái thứ hai, thực ra thì cái hệ miễn dịch liên quan đầu tiên là liên quan đến những yếu tố sinh năng lượng của cơ thể. Ở đây chúng tôi nói là liên quan đến protein và lipid, tức là cái chất đạm và dầu mỡ trong khẩu phần ăn. Lipid tham gia vào những vấn đề về tăng hấp thu của các vitamin. Và vì vậy nếu lúc này mà chúng ta đôi khi đọc những thông tin thất thiệt